Sau gần 10 ngày làm việc tích cực khẩn trương, sáng nay phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã phát biểu kết luận phiên họp. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định nhiều nội dung quan trọng, đó là cho ý kiến về một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi bổ sung hiến pháp năm 1992, quyết định phương án phân bổ nguồn trái phiếu chính phủ, các dự án thành phần và việc bố trí nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia, bổ sung biên chế, số lượng thẩm phán tòa nhân dân địa phương, nhân sự ủy viên hội đồng tuyển chọn thẩm phán tòa nhân dân tối cao. Đồng thời cho ý kiến về đề án tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Về công tác xây dựng luật, pháp lệnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến về 7 dự án, thông qua 2 dự án pháp lệnh quan trọng góp phần hoàn thiện cải cách nâng cao chất lượng công tác tư pháp. Đặc biệt tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế và chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Phiên chất vấn được phát thanh và truyền hình trực tiếp đã thu hút được sự quan tâm của cử tri cả nước. Điều này khiến hoạt động của Quốc hội và Chính phủ ngày càng công khai, minh bạch, dân chủ, nâng cao chất lượng, tăng cường sự gắn kết, tiếp thu ý kiến, đáp ứng yêu cầu của cử tri và nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tích cực chuẩn bị các nội dung chương trình cho kỳ họp thứ 3 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 tới đây.